chào các bạn đến với Tara Minh Huy và mình là Andy đây. Thì nếu lần đầu tiên bạn đến với kênh của mình thì cứ xem thử video clip. Nếu bạn thấy đúng, thấy hay thì bạn có thể ủng hộ mình bằng cách nhấn subscribe kênh và để lại bình luận cho mình. Còn nếu bạn đã quá quen với mình thì chào các bạn lần nữa. Bạn có thể follow Instagram của mình ở đây. Còn nếu bạn đã quá quen với mình thì mình có một kênh tarot thứ hai, đó là khu vườn nhỏ của Andy. Thì đối với kênh này mình chủ yếu làm về tình cảm. Còn đối với Tarot Bánh Quy thì mình làm về sơ lớp phát triển bản thân giữa đoạn tuần, giữa đoạn tháng. Thì hôm nay mình sẽ làm thông điệp chỉ đường cho tháng 12 ha. Thì đối với bạn nào chưa biết thì nó sẽ gồm 3 phần là những điều bạn làm được, những điều bạn chưa thể hoặc là chưa thể làm trong tháng đó, và lời khuyên hoặc là định hướng cho các bạn ha. Thì ở đây mình có tụ 1, tụ 2 và tụ 3. Thì đối với các bạn nào vẫn chọn từ trước tới giờ, không cần đồ vật á, không cần đá, thì các bạn cứ chọn đi ha. Mình sẽ để thời gian là 8 giây cho các bạn. Bây giờ mình sẽ để đá vào, nhưng mà các bạn chọn bằng đá thì nhớ lưu ý cho mình là phải so lại với cái việc các bạn chọn bằng không đá nha. Chứ không phải mình để đá lên thì cho các bạn chọn bằng đá đâu. Sau này mình cũng có khả năng mình sẽ không để đá nữa đâu. Tại vì mục đích mình để là chỉ cho các bạn tập chọn thôi. Tụ 1, tập 2, là tụ số 3 ha. Xin chào các bạn chọn tụ số 1 ha. Nếu các bạn có thể ủng hộ mình bằng cách nhấn subscribe kênh ở đây, chia sẻ kênh với mọi người và giúp mình phát triển thêm cái kênh này. Bạn có thể follow Instagram của mình nếu bạn thích. Bây giờ mình sẽ giải bài điều bạn có thể làm được hoặc là có thể giải quyết được trong tháng 12 này là gì. Các bạn có lá Nine of Pentacles, bạn có lá sáu kiếm và bạn có lá The Sun, và lên rất là đẹp. Bạn biết lúc mà mình nhìn thấy lá kỵ sĩ tiền á với lá sáu kiếm á, bạn biết mình nghĩ gì không? Tháng này chúng ta gọi là sẽ diệt trừ yêu ma, sẽ tiêu diệt quỷ quái. Thật ra ý của mình ở đây á, đơn giản đó là trong cái tháng này á, bạn sẽ làm sạch lại các mối quan hệ của các bạn, hoặc là bạn sẽ có một cái sự kiểm soát hơn, có nhiều cái sự kiểm soát hơn trong bản thân của các bạn. Bạn không có bị cám dỗ, bạn không có bị lôi kéo, bạn không có bị ảnh hưởng bởi những cái năng lượng tiêu cực nữa. Năng lượng tiêu cực ở đây tức nghĩa là giống như những cái người toxic, những cái mối quan hệ không tốt, những cái kết nối không hay, những cái đùm xùm, những cái thị phi, những cái điều không hay không muốn, bạn sẽ vượt qua được hết. Bạn sẽ đi đến một cái đời sinh, một cái vùng trời mới, một cái chân trời mới. Có thể tháng 12 này nó sẽ rất tốt với những bạn chọn tụ 1, tại vì thật sự bài lên đó, mình cảm giác giống như là đi qua cả một vùng tăm tối. Thật ra các bạn nhìn bài các bạn cũng có thể thấy đó là ở đây đen thui, đây đen thui, rồi yêu quái, rồi yêu ma, đồ tùm lum tùm la hết. Nó giống như nó chiêu mộ, nó chiêu dụ, nó gọi là nó muốn đẩy bạn đi một cái hướng khác. Nhưng quan trọng là cái tâm của bạn trong tháng này phải vững nha. Tại vì bài lên đây giống như là mặc dù là nó đi qua được cái con gọi là cái thử thách đó, nhưng mà kiểu giống như là trước đó là bạn phải vượt qua được, thứ nhất là sự cám dỗ, đây là cám dỗ về tiền bạc, về vật chất, về những cái gì trước mắt. Thứ hai nữa đó là bạn phải vững tâm trước những cái có thể là sóng gió, những cái thử thách, những cái rào cản gì đó ở đây thì bạn mới đến được cái chân trời này. Nhưng mà thật ra cái kiểu bài này nó lên á thì mình cảm thấy là cái điều bạn làm được trong tháng này đó là bạn sẽ nhận được một cái thành quả gì đó, bạn sẽ có được một cái kết quả nào đó mà bạn thấy hài lòng, bạn cảm thấy giống như là giống như là cái thứ mà bạn tạo ra nó là cái thứ mà do bạn tạo ra, nó không có phải là do người ta mang đến một cách dễ dàng hay là do bằng một cái may mắn nào đó. Tức nghĩa là bạn làm bằng cái năng lực của bạn trong cái tháng này. Cái thứ hai nữa là mình thấy sáu kiếm á, thì cái điều mà bạn có thể đạt được á, trong cái lá sáu kiếm á, nó liên quan đến cái việc gọi là một á, là bạn sẽ vững tâm, bạn có cái tinh thần để bạn biết là mình sẽ chèo tới một cái bến bờ mới. Tại vì sáu kiếm là đi chạy giặc, sáu kiếm là đi né tránh những, cũng không hẳn gọi là né tránh, nhưng mà nó là một dạng của né tránh vấn đề, của một dạng của giống như là tôi bỏ cái miền đất cũ để tôi đi qua một cái miền đất mới nó đầy hy vọng hơn. Và may quá ở phía sau chúng ta có The Sun, thì
Cái vùng đất mới này á, mình cảm giác nó sẽ hứa hẹn cho bạn một cái chân trời mới thật. Tại vì thứ nhất á, là mình cảm thấy giống như là cái có thể là cái một cái nào đó nó liên quan đến tinh thần trong cái tháng 12 này, là một cái cảm xúc mới, một cái năng lượng mới, một cái gì đó nó mới nó bước vào cuộc đời của bạn, dù nó là ở ở cái dạng gọi là vật chất hay là nó ở cái dạng gọi là tinh thần, thì mình đều cảm thấy cái năng lượng này nó khá là tốt á. Kiểu giống như là ví dụ như nếu nó không phải là vật chất đi nha, mà nó là gọi là tinh thần á, thì thật sự bạn sẽ giải phóng được rất là nhiều thứ gọi là bị mắc kẹt ở trong đầu của các bạn, hoặc là bạn sẽ kiểu giống như là không có bị sụ đầu nữa bởi những cái gọi là cái điều không tốt do người ta mang lại. Trong một số trường hợp á, thì mình cảm thấy là có thể một số bạn sẽ có nhận được tin tức vui nào đó, hoặc là nghe được một cái tin vui nào đó về một cái gì đó, hoặc là có thể bạn sẽ mua được một cái gì đó nó hời, có thể mình thấy như kiểu như vậy. Một số bạn nào đó mà gặp về rắc rối về chuyện gọi là mình cảm giác giống như là về những các mối quan hệ xung quanh á, thì có thể bạn sẽ cắt bớt một số mối quan hệ, hoặc là bạn sẽ cảm thấy mình được giải phóng khỏi một cái mối quan hệ nào đó, một cái kết nối nào đó mà bạn cảm giác nó không còn phù hợp hoặc là không còn dành cho bạn nữa. Bây giờ mình sẽ qua tiếp gọi là những điều mà bạn chưa thể giải quyết được trong tháng này. Chúng ta có lá Ace of Cup, chúng ta có lá The World và chúng ta có lá Chính Kiếm. Những thứ không giải quyết được cũng chua. Những thứ mà bạn chưa giải quyết được trong tháng này á, đầu tiên á, giải dễ nhất á, là giải ra lá chính kiếm. Mình cảm thấy á, bản thân của các bạn vẫn còn những cái có thể bạn là một người bị bệnh về tâm lý hoặc là bị bệnh về tinh thần, có thể là rối loạn lo âu, bị mất ngủ, bị căng thẳng quá, bị stress quá, bị khó ngủ một cách gọi là dài hạn, hoặc là các bạn có những cái vấn đề liên quan đến giấc ngủ hoặc là thể chất, nói chung nó ảnh hưởng đến cơ thể của các bạn. Ba cái lá này á, thì thật sự á, nếu mà giải theo một cái nghĩa gọi là nghĩa đen đi, thì mình có thể nói là bạn có vấn đề gì đó liên quan đến sức khỏe, tại vì nó kiểu giống như là cái sự mà bạn gọi là take bạn 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 nạp vào cơ thể của bạn á, nó một á, là nó không đủ, hai là nó ít quá, ba là bạn hoạt động nhiều quá đi, cái năng lượng của bạn nó dành cho quá nhiều thứ, kiểu giống như là nạp vào có một cốc nước à, mà làm cho tới the world luôn. The world tức nghĩa là lá số 21 á, tức nghĩa là giống như bạn bạn hoạt động gọi là cháy máy luôn á, thì tới cái chính kiếm tức nghĩa là thiếu nghỉ ngơi, thiếu phục hồi, thiếu dưỡng, hoặc là có những cái vấn đề giống như mình nói nó bị vấn đề về mental health, vấn đề về sức khỏe tinh thần á, thì có thể là nó sẽ ảnh hưởng bạn trong cái tháng này. Hoặc là một số bạn, nếu mà bạn nào đen gọi là, tại vì một 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 góc á, có thể mình có thể dịch được gọi là bạn đang điều trị những cái bệnh liên quan đến mãn tính nha, hoặc là bạn mới nhận một cái gọi là cái việc điều trị gì đó ở đây, thì có thể là bạn cần phải có thời gian thêm nữa thì cái bệnh này hoặc là cái tình huống này nó mới hết được, chứ nó không hết được liền bây giờ, hoặc là nó cần thời gian để phục hồi. Tại vì một cốc là phục hồi, là chữa bệnh, là những cái gì đó mang tính gọi là bổ sung và giống như là detox vậy đó, giống như cái giống như bạn detox cơ thể của bạn vậy đó, thì có thể bạn chỉ đang trong quá trình hoặc là mới bắt đầu cái quá trình này thôi. Thật ra bài lên không có tệ, chỉ là mình cảm giác giống như là một số bạn có vẻ như các bạn mong muốn rằng khi mà mình nhận được một cốc, tức nghĩa là mình uống thuốc vào, mình thay đổi thói quen sinh hoạt thì mọi thứ nó sẽ tốt hơn, nhưng mà có thể là trong cái tháng này cái việc này chưa thể làm được, giống như là không thể nào, giống như uống thuốc tiên xong cái là ngày mai là mình khỏe, hoặc là không thể, cái quá trình này nó không thể rút ngắn được, hoặc là nó không thể gọi là nhanh được, nhanh hơn bạn mong đợi được. Một cốc ở đây á, nếu mà bạn nào, thật ra mình có thể đọc cái ba cái lá này theo một cái hướng khác nữa, đó là nếu mà bạn nào đang sợ là bản thân mình không nhận được một cái cơ hội nào đó, bạn sợ là mình đánh mất một cơ hội nào đó, bạn sợ là mình bỏ lỡ đi một cái mối quan hệ nào đó, hoặc là bạn, bởi vì giống như nãy mình nói là trong cái tháng này cái thứ bạn làm là cắt bớt các mối quan hệ, mình nghĩ có thể vốn dĩ cái thế giới của bạn á, nó không có quá nhiều người trong đó, mà khi mà bạn cắt bớt một mối quan hệ nào đó bạn sợ, cũng thì nó cũng có thể lên bài như thế này, bạn có thể là bạn sợ là bị người ta chỉ trích, bạn có vấn đề về việc bị bỏ lại, sợ bị bỏ lại, hoặc là bạn cảm giác giống như là mình không có quá nhiều kết nối, giống như mình đi, bản chất mình là một đứa ít kết nối, và khi có một cái mối quan hệ nào đó nó không có còn nữa hoặc là nó mất đi, mình cũng cảm giác khá là không thoải mái. Là một, thứ hai nữa mình cảm giác là ủa, mình có nên cắt cái mối quan hệ đó hay không, mình có nên cắt cái người đó ra khỏi cuộc đời của mình hay không, ở đây dưới tư cách là bạn bè thôi hoặc là người quen thôi, cũng không nhất thiết cần phải là người yêu gì đâu,
Ý của mình là như vậy á, chứ không ai có lắm người yêu mà để cắt như thế đâu. Ý của mình đơn giản đó là một cái kết nối nào đó với đồng nghiệp, với người thân, với người quen, với ai cũng được, nhưng mà bạn cảm thấy giống như là người này không dành cho mình, mối quan hệ này, bạn này, đứa bạn này nó toxic quá, hoặc là cái người này luôn luôn đăng những cái tin tức tiêu cực quá, hay là họ nói những cái điều mà bạn nghe bạn không phải là cái gu của bạn, kiểu giống như bạn là người sống 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 khá là hòa nhã, nhưng là lúc nào nó cũng nói những cái thứ thị phi thì bạn không thấy thích, bạn không thấy thoải mái, tức nghĩa là nó chả nói gì tới bạn nhưng mà bạn cảm thấy không thích, thì bạn có thể cắt bớt nó đi, bạn có thể né tin tức của nó đi bớt. Thì cái kiểu này là cái kiểu bài của cái ba lá này. Một cái nữa là bạn có thể không làm được trong tháng này á, đó là mình cảm giác giống như bản thân của các bạn đang muốn bắt đầu một cái gì đó, bạn đang muốn khởi một cái gì đó ở đây, và cái khởi này nè nó là một cái mà mình cảm giác bạn phải luyện tập, bạn phải thực hành, bạn phải bỏ công bỏ sức vào vào nó, và mình cảm giác bạn bị áp lực, bạn bị áp lực bởi cái việc thành công, tại vì cái lá Ace of Cups và cái lá The World mà đi chung á, tức nghĩa bạn là một người theo chủ nghĩa hoàn hảo, hoặc là bạn rất thích những cái sự cầu toàn. Thành ra mình cảm giác giống như là khi mà bạn làm một cái gì đó, một là bạn kỳ vọng nhiều, hai là bạn mong chờ nhiều, ba là bạn muốn có một cái kết quả liền, hoặc là bạn muốn có một cái tin tức tích cực nào đó, ít nhất là để cho bạn biết rằng bạn đang đi đúng hướng á. Thì bà nó nói là trong tháng này cái điều này có thể không có liền hoặc là chưa có liền, bạn có thể nhận được, cảm nhận được, có thể là từ năm sau trở lên thì nó bắt đầu, nó mới có những cái dấu hiệu tích cực hơn. Còn nếu mà cái này mà nó liên quan đến tình cảm nam nữ, tình cảm yêu đương á, ý của mình đây là tình cảm yêu đương á, thì mình nghĩ á, đó là nếu thật sự trong tháng này mà bạn mong chờ một cái tình yêu nó đến với bạn á, hoặc là thậm chí nếu có người nào đó đến với bạn á, bạn sẽ sợ, bạn sẽ có một cái nỗi sợ gì đó liên quan đến chuyện là chuyện tình cảm của mình nó không tốt, chuyện tình cảm của mình nó không thành, chuyện tình cảm của mình nó thất bại, hoặc là nếu bạn đã có một mối quan hệ rồi á, thì bạn sợ là mối quan hệ này mình không giữ được, mối quan hệ này sẽ có nhiều thay đổi, hoặc là bạn cảm thấy giống như là mọi thứ nó đang không còn giống như lúc trước nữa, hoặc là bạn chưa buông được mối quan hệ cũ, hoặc là bạn sợ mất kết nối với ai đó, kiểu giống như thế. Bây giờ mình sẽ qua tiếp, gọi là lời khuyên và hướng dẫn ha. Các bạn có lá tám kiếm nè, các bạn có lá bảy kiếm nè, và các bạn có lá tám tiền, bài lên rất xuất sắc. Bạn này bạn nhớ không, bạn có chín kiếm nha, bạn có sáu kiếm nha, bạn có nguyên một đống kiếm luôn, bạn có chỉ là may quá không có 10 kiếm là một. Thứ hai nữa là cái nỗi ở đây á, bài của bạn á là lời khuyên và hướng dẫn của bạn, bạn biết là gì không, nghe rất là hay, đó là mày biết mày chín kiếm đúng không, tức nghĩa là mày đang bị gọi là sợ đúng không, tại vì chín kiếm là nỗi sợ không có thật, nó là một cái nỗi sợ về mặt tâm lý, một á, là do bạn tự gây ra, ba là hai á, là do là nó áp lực quá, nó dẫn đến một cái nỗi sợ đó chưa xảy ra, thì để cái việc cái nỗi sợ đó chưa xảy ra kịp á, thì nhiệm vụ của bạn trong cái tháng 12 này là gì, là phớt lờ nó đi, tám kiếm nó là phớt lờ nó đi, là đừng để ý tới nó nữa, nhắm mắt lại đừng có để ý tới nó nữa, quên nó đi, dẹp nó sang một bên đi, cái nào né được thì né, cái nào không cần thiết phải để ý thì không cần thiết phải để ý. Mình nghĩ bài lên đây á, nó hay ở cái chỗ đó là lên đầu là tám kiếm, lên phía sau là tám tiền, bạn có thể giải quyết vấn đề của bạn không nhất thiết phải cùng một lần một lượt, kiểu giống như vậy. Bạn có chín cái nỗi sợ là chín kiếm, thì bài của bạn lên á, nguyễn sao là tháng này mình giải quyết được một nỗi sợ còn xuống tám kiếm, tốt nữa thì giải quyết còn bảy kiếm, tức nghĩa là giảm bớt được hai nỗi sợ, và cứ từ từ như vậy mình làm tiếp tục như vậy á, thì kính cuối cùng thì cái nỗi sợ của bạn nó sẽ không còn nữa, cái vấn đề của bạn nó sẽ không còn nữa. Tức nghĩa là cái lời khuyên và hướng dẫn của bạn trong tháng này là cứ bình tâm mà đi, cứ giống như cái lá sáu kiếm gì đó, mình cứ bình tâm, mình cứ vững tâm, mình chèo thì mình chắc chắn sẽ đi đến được cái bến bờ đó. Đừng áp lực bản thân là chết rồi, hết thời gian rồi, nhiều yêu ma quỷ quái quá, nhiều cái đứa gọi là nó gọi là nó kích thích mình quá, nó chọc phá mình, nó quấy phá mình, hay là giống như là mình chưa có cách giải quyết vấn đề này, hoặc là mình không thể làm chuyện này, mình đừng có nói những cái câu nói đó, đừng có làm bản thân mình cảm giác hoặc là trở nên mệt mỏi, mà thay vào đó giống như là hãy tập trung vào cái mục tiêu, cái hướng đi, cái bến bờ mà bạn biết là bạn tới á, thì chắc chắn bạn sẽ tìm ra cách. Hoặc nếu mà bạn đang giống như nãy mình nói là bạn đang cảm giác giống như bạn vội, bạn kỳ vọng vào một cái đích đến, vào một cái kết quả hoặc là một cái quá trình điều trị á, thì bài lên nó nói là không, không có cái gì mà nó nhanh được như vậy. Tám tiền là cần thời gian, cần sự kiên nhẫn, cần sự nhẫn nại, và nó cần một cái sự chăm chỉ rèn luyện, cần một cái gì đó nó mang tính gọi là đúc kết, nó mang tính kế thừa, và nó mang tính gọi là duy trì. Thành ra mình cảm giác bài lên rất là đẹp ở cái chỗ đó là nếu bạn tin bạn làm được, nếu bạn đủ can đảm để bạn làm thì bạn sẽ làm được.
Xin chào các bạn chọn tuổi số 2 ha. Thì bây giờ mình sẽ giải bài cho các bạn. Đừng quên follow Instagram của mình, subscribe kênh để giúp mình phát triển kênh và để lại bình luận như các bạn muốn. Điều mà bạn có thể làm được trong tháng này là gì? Chúng ta có lá Page of One, Page. Bạn có lá Chariot và bạn có lá Seven of Pentacles. Bài lên đẹp, thật là đẹp. Điều bạn có thể làm được trong tháng này đó là ăn kia nào ta rà cơ rào cái đó. Có tiền thì cứ xài. Hãy gọi là tự đãi bản thân một cái gì đó gọi là thật là hoành tráng lệ cho tháng này, xong rồi lại la làng hết tiền. Thật ra bài của các bạn lên đó là cái tháng này, tháng 12 này, mình nghĩ là một cái tháng mà các bạn có nhiều cái. Mình nghĩ mình không chắc lắm là thành công dưới dạng gì, nhưng mà mình cảm thấy giống như là bạn sẽ gặt hái được một cái quả ngọt. Một cái quả ngọt này nó có thể mang tính định danh, hoặc là mang tính định định danh cũng được, hoặc là dạng mang tính gọi là ngọt chất cũng được. Nhưng mà mình nghĩ có khả năng cao là định danh, hoặc là một cái thành công mang tính vật chất nhỏ thôi, kiểu giống như là được thưởng, được khen, được công nhận. Tháng 12 này mình thấy các bạn cố gắng thực hiện một cái gì đó, hoặc hoàn thành một cái gì đó, hoặc là cái kết quả nhận được nó sẽ nằm ngoài mong đợi của các bạn một chút. Mình nghĩ một số bạn đang có dự định, nếu mà bạn nào đang có dự định bắt tay và làm một cái gì đó, khởi xướng một cái sự nghiệp nào đó, hoặc là thử mình trong một cái lĩnh vực nào đó, bài lên các bạn sẽ thấy được cái đường đi, biết được cái hướng đi, biết gì mình nên làm, cần làm và phải làm. Tuy nhiên ở đây mình cũng nói trước, cái thứ mà bạn đạt được trong cái tháng 12 này á, nó chỉ là cái trước mắt thôi nha, ngắn hạn thôi nha. Mình không nói nó dài hạn, tại vì bài lên ở đây á, mình thứ nhất là mình coi theo tuần, thứ hai nữa là mình thấy cái quả ngọt của bạn á, giống như bạn nhìn trên cái cây, bạn thấy không, cái cây nó chỉ đúng có một quả thôi là một. Thứ hai nữa là cái thành công của bạn nó giống như là cái bước đầu gì đó, chứ nó không phải là một cái thành công mà mang tính gọi là mình gọi là mãi mãi. Tại vì nếu mà bài này lên mà thành công mà dạng gọi là lâu dài á, nó sẽ là page one, 7 tiền, rồi chariot, tức nghĩa là bạn không những bạn phát triển, không những bạn thành công trong hiện tại mà bạn còn phát triển trong tương lai. Cái bài này nó lên chariot nói trước, tức nghĩa là bạn thành công một chút xíu gì đó trong đó gọi là may mắn. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó là nếu mà bạn nào đang mong đợi tin tức về giấy tờ, về thủ tục pháp lý, về những cái vấn đề liên quan đến hành chính, liên quan đến công ty, liên quan đến xét duyệt, kiểm định, liên quan đến nhìn nhận, công nhận, liên quan đến gọi là làm việc theo team, làm việc theo nhóm, làm việc theo tập thể, làm việc theo một cái hướng đi điều chỉnh, hoặc là một cái sự chỉ dẫn gì đó của ai đó, thì trong tháng này bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ, nhận được sự phối hợp, nhận được tin tức tốt lành về sự ký kết. Tại vì mình thấy bạn, nói chung á, cái cơ hội công việc của bạn hoặc là cơ hội liên kết mở rộng mối quan hệ của bạn trong tháng này rất tốt. Một số bạn thì nếu mà bạn nào đang cảm thấy giống như là bạn đang để ý ai đó, bạn đang có tia ai đó, thì cái kết nối này, cái mối quan hệ này mình không gọi là nó thành công, nhưng mà mình gọi là bạn sẽ có một cái cuộc nói chuyện, bạn sẽ có một cái sự kết nối gần hơn, bạn có thể tiến gần được hơn đến với người ta, hoặc là bạn sẽ cảm thấy giống như là mình dễ nói chuyện hơn với họ, mình dễ bắt đầu câu chuyện hơn, mình có cớ, có dịp để nói chuyện với nhau nhiều hơn. Và cái kết nối này nó sẽ mang tới một cái niềm vui nào đó cho các bạn. Ở một cái góc độ nào đó thì mình thấy là nếu như bạn đang cảm thấy giống như là mất phương hướng, hoặc là các bạn cảm thấy giống như là bản thân của các bạn giống như là hơi bị phân vân giữa lựa chọn ABC, thì có thể là bạn sẽ tìm được một cái hướng đi. Cái này thì mình nghĩ á, nó là nó dạng hơi gọi là hên xui may rủi một chút nha. Hoặc là bạn có thể nghe vô tình nghe được một cái thông tin nào đó, bạn nghe được một cái hướng đi nào đó, chứ mình không nghĩ là do tự bản thân bạn nghĩ ra. Điều mà bạn không thể giải quyết được trong tháng này, các bạn có lá Devil, bạn có lá Wheel of Fortune, bạn có lá Chính Cốc. Giống như cái việc mà mình gọi là mình đã răng đe mấy bạn ngay từ lúc đầu tiên vào clip á, mình nói là đừng nghĩ có tiền rồi là tiêu hết xong là thấy mợ. Tại vì bài lên ở đây á, Devil tức nghĩa là những cái gì liên quan đến thói quen cũ, liên quan đến gọi là cái tính cả thèm chống chán, hoặc là cái tính gọi là làm theo ý mình á của mấy bạn á. Bạn nhìn cái lá Chính Cốc ở trong cái bộ bài của mình á, là cái lá một người bạn có thể nhìn thấy rõ là một cái cô gái cổ đen, gọi là có chín cái tay,
và mỗi cái tay cầm một cái món ăn là một cái món đồ ngọt, và cái nào cổ cũng tọng 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 vô trong người cổ hết. Tức nghĩa là những cái mình nói là bạn mà chiều chuộng bản thân bạn quá, bạn mà mình gọi là bạn chi tiêu quá lố, hoặc là bạn tự thưởng bản thân bạn quá mức á, hoặc là bạn quá gọi là chủ quan về cái việc mà bạn làm trong cái tháng này á, thì nó cũng không có, thì nó kiểu giống như là nó đang sai á. Tại vì kiểu như bạn gọi là bạn vui quá sớm. Ở đây bà lên có the devil và the wheel, tức nghĩa là bạn đang hên, thật sự là bạn đang rất là bạn đang hên á, trong cái rủi có cái may, hoặc ngược lại. Chứ nó không phải là mình gọi là nãy mình nói ngay từ đầu á, nó không phải là một cái thành công mà mang tính gọi là do bạn hoàn toàn 100%. Mình cảm thấy giống như đó là bản thân bạn đang có một cái sự nghi ngờ, hoặc là một cái sự cố chấp nào đó trong một cái chuyện nào đó. Mình không biết cái cố chấp này là gì, nhưng mà mình nhìn vô cái lá the devil ở đây á, mình cảm thấy có một cái gì đó theo kiểu giống như con này nè, nó đang nhìn xuống, và cái kiểu như của nó giống như nó đang bóp cái tay của nó lại lên cái áo khoác á, kiểu giống như là nó đang nghĩ cái gì đó, nó đang định làm một cái gì đó, nó muốn làm một cái gì đó. Giống như ở đây bạn đã nói là trong cái tháng này đừng để cho cái tâm, cái tư hay là cái gì đó ở trong cái gọi là cái phần giống như trong con người đi ha, mình dùng từ phần con đi ha. Đừng có để cái phần con trong bạn nó kiểm soát mất đi cái phần người, và đừng để cái những cái gì đó nó lôi cuốn. Tại vì the devil nó có nghĩa là những cái gì nó quyến rũ, nó rù quến, những cái gì nó mang tính kiểm soát, những cái gì nó mang tính gọi là dụ dỗ, chiêu trò, những cái gì nó mang tính gọi là thói quen xấu, thậm chí là những cái gì nó liên quan đến gọi là tiêu cực khác cũng được, giống như tình dục, hoặc là hám tiền, hám sách, hay là hám cái gì đó cũng được. Đừng để cho những cái đó nó kiểm soát mấy bạn. Lá thứ hai là Wheel of Fortune. Thì mình nghĩ cái lá này nó chỉ đơn giản nó nói với mấy bạn đó là hãy biết rằng cái thứ mà tụi bay có, cái thứ mà tụi bay làm được, cái thứ mà tụi bay đang tận hưởng đó, nó là một phần là thành quả, một phần là của may mắn mang tới. Điều mà bạn không thể làm được trong tháng này, hoặc chưa thể làm được trong tháng này đó, là có thể bạn chưa vượt qua được cái tính xấu của mấy bạn, cái thói quen xấu của mấy bạn. Có thể một số bạn sẽ chi tiêu quá lố trong tháng này, có thể một số bạn mình cảm thấy sẽ là các bạn gọi là dính vào một cái mối quan hệ nào đó mà nó hơi kiểu giống như thực dụng, hoặc là một số bạn mình cảm thấy sẽ đi đầm tóc, quất cho một cái đầu có thể là hàng triệu đồng, hoặc là có thể quất một bộ trang sức, hoặc là một bộ đồ, một cái gì đó liên quan đến gọi là thứ làm thỏa mãn cái con người của bạn trong tháng này rất là nhiều. Nói chung nó có liên quan một cái gì đó đến gọi là cái việc gọi là các bạn chịu chi hoặc là chi sọp á, cho một cái gì đó ở đây. Mình cũng thấy là một số bạn thì mình cảm thấy có vẻ như các bạn không, giống như mình nói, các bạn không bằng lòng với một cái sự kiện, một cái sự việc nào đó ở đây. Thì nếu cái việc không bằng lòng của bạn nó vẫn còn lưu giữ trong bụng của mấy bạn, thì hãy hiểu rằng á, cái việc mà bạn còn lưu giữ cái gì đó ở trong lòng mấy bạn á, nó không phải là cách, là một, thứ hai là nó không phải là cách giải quyết. Cái việc mà bạn giữ một cái gì lại trong lòng nó không phải là cách giải quyết. Tại vì thứ nhất là bạn chưa đối mặt với nó, thứ hai là bạn cũng chưa giải quyết nó, thì nó sẽ vẫn cứ tồn động. Và giống như cái bài này nè, cái bụng nó từ từ bự ra, nó giống như mở vậy đó. Thì nó càng lúc nó càng dày thì nó sẽ càng làm cho bạn lười và sẽ không muốn giải quyết nó nữa. Bây giờ mình sẽ qua tới cái ba lá cuối cùng ha, là cái gọi là lời khuyên và định hướng. Bạn có lá Queen of Cup, bạn có lá Nine of Wands, và bạn có lá Seven of Pentacles. Ba lá này á, thì theo mình á, thì mình cảm giác lời khuyên và định hướng á, đó là hiểu cảm xúc của bản thân bạn hơn, hiểu rõ bản chất của bạn hơn, hãy hiểu được cái gì gọi là dẫn lối chỉ đường bạn, hãy hiểu là bản thân bạn á, thường làm cái gì, thường mắc lỗi ở đâu. Bài lên Queen of Cups với Na Quan đi chung á, nó có nghĩa là một cái con người làm theo cơn, làm theo từng đợt, làm theo kiểu hứng lên là làm, hoặc là kiểu giống như là khùng khùng điên điên lên là sẽ làm những cái, hoặc là sẽ ra những cái quyết định nó mang tính rất là ngẫu nhiên, tùy hứng, tùy ý, tùy đợt, tùy cơn, mà thiếu đi một cái sự cân nhắc về một cái thứ mà mình đã có. Tại vì 7 tiền ở trong đây á, là cái thứ mà bạn đã có, nhưng mà nhiều khi bạn không có nghĩ tới cái thứ mà bạn đã có, mà bạn cứ gọi là vung tay, bạn cứ làm xong bạn mới nghĩ không à, là một. Thứ hai nữa đó là mình cảm giác một số bạn bị sức ì, hoặc là cái tính ì nó lớn quá, hoặc là bạn có sự ý y, hoặc là cái tính ỷ người ỷ lại gì đó ở đây nó hơi bị nhiều.
mình cảm giác một số bạn thì bị đa nghi. Trong cái tháng 12 này mình cảm giác là bạn sẽ ngồi bạn hỏi lại bản thân mình liệu mình có đang đa nghi quá, mình có đang gọi là thay đổi đúng hướng hay không, mình có đang làm đúng một cái gì đó hay không. Lời khuyên của bạn ở đây đó là làm đi rồi biết mình đúng hay không, chứ đừng có nghĩ. Tại vì mình cảm thấy cái việc mà bạn nghĩ á, nó chỉ dẫn đến một cái việc đó là suy nghĩ, chậm suy nghĩ thôi. Và suy nghĩ của bạn ở lúc này nó lại càng không rõ, nó không có được minh mẫn, mình dùng từ là minh mẫn đi. Hoặc á, đó là bản thân bạn đang gọi là, nếu mà bạn có nhìn một cái vấn đề nào đó thì mình dùng từ là bài này lên đó là bạn đang nhìn đang rất là chủ quan, mà thiếu đi sự khách quan, thiếu đi một cái gì đó nó mang tính gọi là thực tế của bạn, nó toàn là do bạn tự suy luận ra, do bạn tự nghĩ ra, hoặc là bạn có chứng cứ chứ không phải là không, nhưng mà không đủ, nó chỉ là những cái mơ hồ, cũng không hẳn là mơ hồ, nó có tính tin cậy được nhưng mà nó không đủ bạn ơi, nó thật sự không có đủ. Ở một số bạn khác á, thì mình nghĩ đó là nếu mà bản thân của các bạn cảm thấy giống như là các bạn đang bị gọi là bị chi phối, hoặc là các bạn gọi là bị người khác tác động nhiều, hoặc là các bạn cảm giác các trong tháng này có một người nào đó làm phiền các bạn, hoặc là trong đầu bạn lẩn quẩn lanh quanh một cái bóng hình, một cái hình ảnh của một cái nhân vật nào đó, hoặc là một mối quan hệ nào đó mà bạn chưa có câu trả lời á, thì mình nghĩ là cái lời khuyên cho bạn đó là hãy nên giải quyết cái vấn đề này, nên giải quyết cái mối quan hệ này, hoặc là nên đối diện với cái mối quan hệ này. Bởi vì mình cảm thấy giống như bản thân của mấy bạn á, với cái người này, với cái mối quan hệ này á, cái việc để hoài như vậy á thì cũng không được. Nó giống như cái lá bẫy tiền vậy đó, cái cây dù nó có ra trái rồi, có rất là nhiều tiền trên đó rồi, bạn không hái thì người ta sẽ hái giùm bạn, hoặc là bạn không hái thì sớm muộn thì cái trái đó nó cũng hư, nó không thể nào giữ mãi mãi được hết. Xin chào các bạn chọn tuổi số 3 ha. Thì nếu các bạn đến với kênh của mình thì các bạn có thể subscribe nếu các bạn thấy thích và muốn ủng hộ mình để phát triển kênh, thì các bạn cứ subscribe là được rồi. Và các bạn có thể follow Instagram của mình nếu thích và để lại bình luận. Để có cái gì quên mất tiêu rồi. Bây giờ mình sẽ giải bài ha. Thì thông điệp chỉ đường cho các bạn, điều mà các bạn có thể làm được trong tháng 12 này, đó là Magician, Four of Wands và Eight of Swords. Bài địa dữ, bài xuất sắc luôn ấy. Tháng 12 này của các bạn á, thì đầu tiên phải nói là tháng 12 các bạn sẽ đạt được, không, dùng từ đạt được thì hơi sớm quá. Mình nghĩ những bạn chọn tuổi 3 các bạn đang có trong đầu một cái kế hoạch, hoặc là một cái ý định, một cái dự định nào đó về đường dài. Nó liên quan đến việc phát triển bản thân, nâng cao cái nhận thức của bản thân, hoặc nâng cao vị trí, nâng cao chất lượng cuộc sống, nâng cao cái địa vị xã hội, hoặc là dù các bạn đang có ý định học lên, học thêm, học cao, học xa, học bay gì đó, bài lên kiểu gì các bạn cũng đang trong một cái quá trình. Ở bên nước ngoài nó có dùng một cái từ đó là manifest, thì mình cũng không có biết dịch nó như thế nào qua từ Việt Nam cho nó đẹp đẹp, nó nghe nó hay hay mà nó đúng. Kiểu giống như là khi mà bạn manifest một cái gì đó, tức nghĩa là bạn làm cho nó trở thành hiện thực, và bạn làm cho nó trở thành hiện thực, nhưng mà kiểu giống như là phải có căn cứ là một. Thứ hai nữa đó là bạn có sự cố gắng ở trong đó và nỗ lực ở trong đó, chứ không phải là bằng một cái sự may mắn thuần tí. Manifest là bạn có cố gắng, bạn có nỗ lực ở trong đó, và bạn giống như bạn biến một cái ước mơ thành sự thật dựa trên một cái sự cố gắng á, là bằng kiểu là mình tạm dịch gọi là manifest. Còn nếu bạn nào có một cái từ nào đó hay hay hơn thì có thể đóng góp cho mình. Thì cái magician này nè, là mình thấy bạn đang trên cái quá trình đó đó, tức nghĩa là bạn dù bạn đang thai nghén cái ý định đó, bạn có ý định đó, bạn đang thực hiện nó rồi, hay bạn sắp nhận được thành quả của nó, thì trong tháng 12 này cái thứ mà bạn đang hướng tới đó, bạn đang làm đó đó, nó sẽ đơm hoa kết quả. Dĩ nhiên là phải có sự nỗ lực, và bài lên đây là ngoài cái nỗ lực của bạn ra thì cái môi trường bên ngoài nó cũng khá tốt. Bạn có bốn gậy, bạn có Eight of Swords, tức nghĩa là bạn có sự hỗ trợ, bạn có một cái môi trường tương đối thuận lợi cho bạn làm những cái gì mà bạn đã và đang làm. Tuy nhiên tháng 12 này mình thấy các bạn rất bận, mình thấy là bạn sẽ bận bù đầu, bạn sẽ rất là mệt, hoặc là bạn sẽ cảm giác giống như thời gian của bạn là không đủ cho những cái thứ ở bên ngoài. Tức nghĩa là bạn có thể giống như là ngoài việc bận công việc ra, bạn sẽ có nhiều thời gian cho bạn phải cần có, bạn phải kết nối với xã hội, bạn phải kết nối với những mối quan hệ bên ngoài. Bạn cảm giác giống như mình không đủ thời gian để làm cái gì hết. Bạn làm cái A, bạn làm cái B, bạn gặp người C, bạn đi với người D. Tức nghĩa là
lịch của bạn nó sẽ rất là full, nó đầy hết luôn, và bạn sẽ cảm giác giống như là mình không gọi là bạn kính lịch đó. bạn cảm giác giống như là mình không còn một cái thời gian nào nữa, tới tối về bạn vẫn phải làm chuyện ABCDE, hiểu giống vậy. Nghe thì nó hơi mệt nhưng mà thật sự là mình cảm giác cái gì nó cũng có cái giá của nó thôi. Giống như để thành công thì mình phải gọi là đổ mồ hôi sau nước mắt, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái điều bạn có thể làm được trong tháng này á, nếu mà bạn nào đang có kết nối, bạn nào đang có những cái tin tức gì đó mà liên quan đến hôn nhân nè, liên quan đến tình cảm nè, hoặc là bạn có thể bạn một là nhận tin tức về hôn nhân tình cảm, một là của bản thân, hai là của một người nào đó, có thể bạn nhận được thiệp cưới, bạn nhận được một cái thiệp mời đến một cái sự kiện, một cái buổi tiệc, một cái gì đó ở đây, là một. Thứ hai nữa đó là nếu mà bạn nào đang có một cái gì ta, mình cũng không biết gọi là sao, nhưng mà bạn có một cái kết nối, một cái mối quan hệ nào đó mà bạn mong chờ nó có thể phát triển lên á, thì mình nghĩ là một là bạn sẽ chốt đơn với họ, hai là bạn sẽ có nhận được tín hiệu tốt lành gì đó từ phía họ, tức nghĩa là họ cũng có thể bật đèn xanh, nhá đèn vàng, hoặc là họ nhá tín hiệu gì đó cho bạn biết là à mình cũng thích bạn đó, mình cũng có để ý tới bạn đó, nhưng mà mình cảm thấy có vẻ giống như bạn chưa có muốn đẩy cái mối quan hệ này gọi là nhanh mạnh, hoặc là phát triển một cách gọi là đùng đùng, bởi vì mình cảm giác giống như bạn bận, bạn có eye of sore, bạn khá là bận, bạn bị vướng bận bởi những cái khía cạnh khác trong cuộc sống của bạn, nên bạn chưa dành nhiều được thời gian cho cái mối quan hệ này, cho cái kết nối này. Một số bạn thì mình cảm thấy giống như là nếu mà bản thân bạn cảm thấy các bạn chưa thể gọi là làm được, định được, hoặc là hướng ra một cái hướng gì đó, bài này nói là hãy đi tìm một cái người nào đó họ có kinh nghiệm, hãy nhận một cái lời khuyên nào đó từ một cái người có gọi là có kiến thức, hoặc là tìm đến sự giúp đỡ từ một người có chuyên môn. Tại vì bản thân bạn thì đúng là bạn cũng giỏi, bạn cũng tài, bạn có năng lực, mình công nhận, nhưng mà bài này lên nó là giống như ở đây giống kiểu là một cây làm chẳng nên non á, ba cây chụm lại á thì mới được. Tại vì bài đây mình thấy là cần có sự hỗ trợ, cần có sự hợp tác. Nói chung là lúc nào giải bài á, mà ở bên kia nó bắt nghẹt á, là mình cảm giác muốn gục ngã luôn á. Mình chỉ cảm thấy giống như là bản thân của mấy bạn á, nếu mà bạn đang bị phân tán giống như mình á, tức nghĩa là mấy con thiên thần này nó đang gọi là bu lại á, thì mình cảm giác á là bạn phải tập trung. bạn phải giống như là hãy biết giống như nếu trong tháng này giống như có nhiều cuộc hội trong tháng 12 á, thì chúng ta sẽ có rất là nhiều sự kiện quan trọng, chẳng hạn giống như là Noel, Giáng sinh, Noel với Giáng sinh nó cũng là một, rồi Tết Tây, hoặc là những cái sự kiện liên quan đến ăn chơi đồ. Tháng này là đôi khi trong công ty nó sẽ có tiệc, có lễ gì đó, hoặc là bản thân bạn sẽ nhận được những cái lời mời giống như nãy mình nói á, thì hãy biết cái thứ nào là cái thứ bạn nên ưu tiên, cái thứ nào là bạn nên tập trung vào, và cái thứ nào mà bạn cần phải hoàn thành, đừng để mọi thứ nó trôi đi, kiểu giống vậy ha. Thiệt luôn á, ngày nào cũng nghe cái nhạc đó riết mà kiểu giống như nó chán qua đầu. Điều mà bạn chưa thể giải quyết được trong tháng này ha, các bạn có lá The Hangman, các bạn có lá The Hybridess, mình phải đợi nó hét cho qua cái khúc cao trào, khúc nó gào thét nhất đó, mình mới giải bài được. Lá cuối của bạn là lá Ace of Pentacles ha. Điều mà bạn gọi là chưa thể giải quyết được trong tháng này, hoặc là chưa thể làm được trong tháng này, thì bài lên vậy thì cũng rất là chua. Thứ nhất đó, là bạn không thể giải quyết được những cái mà bạn chưa thể giải quyết được, nghe nó thật là vô lý, nhưng mà lá The Hangman nó lại như vậy. Bản chất của The Hangman là những cái gì mà bạn cảm thấy mắc kẹt trong tháng này á, là bạn sẽ còn kẹt ở đó. Giống như nãy mình nói, bạn có kế hoạch bạn đang làm thì bạn vẫn phải tiếp tục làm trong tháng này. Bạn có cái gì mà nó chưa tới bờ bến á, tức nghĩa là bạn đang trên cái bến bờ nào đó, giống như bạn biết là bạn sẽ chèo tới được, bạn sẽ giải quyết được công việc đó xong, phải không? Phải tiếp tục làm. Những cái vấn đề, những cái khó khăn của bạn nó sẽ từ từ nó được gỡ ra. Hoặc là giống như mình nói, cái mục tiêu của bạn là một cái mục tiêu nó dài hạn. Bạn đề ra một cái mục tiêu nó lớn, bạn đề ra một cái mục đích, một cái hướng đi, một cái kế hoạch. Bạn đang bị bí đường, bạn muốn nghĩ ra một cái hướng đi, một cách giải quyết nào đó cho một cái vấn đề ABC nào đó. Câu chuyện nó không thể nào là một sớm một chiều. Thậm chí cả một cái ý định kinh doanh, một cái ý định phát triển bản thân, một cái việc ý định nâng tầm bản thân bạn lên, thì cũng đòi hỏi thời gian để bạn có đủ gọi là
vật chất cũng như là tinh thần để bạn phát triển. Thì bài này nó nói là vật chất là Ace of Pentacles, tinh thần của bạn là The Hermit, thì bạn chưa có đủ hai cái đó, thành ra bài lên nó nói là bạn không thể hoặc là bạn chưa thể đạt được cái level mà bạn muốn được liền. Bạn là một người mặc dù là hướng đến là cái kiểu người hướng đến công việc, hướng đến cuộc sống, hướng đến sự hoàn thiện bản thân, nhưng mà có vẻ giống như bạn đang hơi bị nghĩ, các bạn gọi là không phải bạn tự cao, nhưng mà kiểu giống như bạn là kiểu người như khi tao sẽ dồn hết 100%, 200% công lực vô cái chuyện này để tao giải quyết nó cho xong, tao sẽ đạt được chuyện đó. Không có, bài đến đây không có. Ngay cả khi giống như là một cái người gọi là luyện tập thể dục thể thao, gym như chẳng hạn, thì họ cũng phải cần có một cái hoạch ăn uống điều độ, một cái lịch tập phù hợp, thì cơ thể của họ nó mới thích ứng kịp, cơ nó bắt đầu nó mới tăng, mỡ bắt đầu nó mới giảm, rồi nó mới cơ thể bạn bắt đầu nó mới có một cái sự chuyển hóa. Việc học cũng vậy, kiểu giống như vậy, bạn học bạn cũng cần thời gian để bạn nhồi kiến thức của bạn vô đầu, rồi sau đó bạn áp dụng kiến thức đó để bạn biến nó thành cái kiến thức của bạn, thì không có cái gì nó nhanh được hết. Bài này lên The Hybrid Test với Ace of Pentacles là hai cái đó, hai cái này nó đi chung với nhau. Rồi điều mà chưa thể giải quyết được trong tháng này đó là nếu bạn nào bị mắc kẹt trong một cái cảm xúc tiêu cực, bạn mắc kẹt trong một cái thế giới nào đó, bạn cảm thấy bạn mất kết nối với thế giới bên ngoài, bạn cảm giác giống như là những cái kết nối của bạn, những cái mối quan hệ của bạn, những cái điều phiền não, những cái vấn đề liên quan đến gọi là những cái kết nối mà bạn cảm thấy giống như mình chưa thể giải quyết, mình không biết phải giải quyết sao. Bạn đang đối mặt với một cái người nào đó rất là toxic, rất là tệ, rất là xấu, rất là mang tới những cái ảnh hưởng mà đến cảm xúc của các bạn không tốt. Thì bài nó nói đó là bạn phải chọn thôi, bạn phải chọn cái gì tốt cho bạn. Bạn đến lúc bạn phải chọn cái gì đó tốt cho bạn, bạn không thể gọi là giống như là hăng man, tức nghĩa là tạm thời tôi không đối mặt với nó. Thăng man là sự trì trệ trong một số trường hợp, giống như bạn nói là thôi bây giờ cái người đó họ tiêu cực thì thôi mình tạm thời mình không liên hệ với họ. Nhưng mà nếu họ cứ tiếp tục tiêu cực với bạn á, thì cái việc mà bạn không liên hệ với họ hoặc là bạn né họ không phải là cách giải quyết vấn đề, hoặc là bạn phải đứng lên bằng bảo vệ cái bản thân bạn, hay là bạn phải cắt đứt nó. Chứ bạn nói giống như là mình cứ né không phải bao giờ là gọi là cắt hết. Bạn có Ace of Pentacles, một số bạn có thể là đang cần tiền, đang gặp những vấn đề về tài chính, hoặc là bạn đang cần một cái sự hỗ trợ về mặt tài chính đó, thì bài này lên thì bạn cũng chưa thể có liền được ở cái thời điểm này. Hoặc là nếu bạn mong chờ là bạn sẽ nhận được một cái khoản tiền A, một cái sự trợ giúp B với một con số cụ thể, thì bài này lên nó sẽ không là con số đó. Kiểu giống như bạn cũng nhận được, nhưng mà nó là một con số nhỏ hơn, hoặc là một cái gì đó nó mang tính gọi là kỷ niệm, một cái gì đó nó mang tính gọi là để giống như cho vui, cho hài lòng, cho thỏa mãn thôi, chứ nó cũng không phải là 100% thuận lòng thuận ý các bạn. Bây giờ mình sẽ qua tới cái phần gọi là lời khuyên và hướng dẫn ha. Các bạn có là King of Wands, bạn có The Sun và bạn có The Chariot. Lời khuyên và hướng dẫn, lời khuyên và hướng dẫn của các bạn đó là hãy từ từ mà đi, nhưng mà cũng đừng có đi gọi là từ từ quá. Tại vì bạn có The Sun mà bạn có Chariot. The Sun á là đi một cách thản nhiên và đi một cách bình tĩnh, không, đi một cách thản nhiên và đi một cách gọi là vô tư lự. Nhưng mà Chariot á là đi một cách gọi là bình tâm, đi một cách gọi là vững tay chèo, đi một cách gọi là vững cái tay điều khiển. Nghe nó rất là mâu thuẫn, tại vì đi một cách bình tâm á, đi một cách mà gọi là vững tay á, thì nó điều đòi hỏi bằng sự tập trung. Mà đi một cách vô tư lự á, đi một cách gọi là thản nhiên, bình thản, giống như kiểu của The Sun á, thì lại là không có tập trung. Nhiệm vụ của bạn là King of Wands là làm sao để cân bằng được cái việc đó, nghe là đã khó rồi. Tài của bạn lúc nào nó cũng là hai lá ẩn chính hết. Nếu bạn để ý nãy giờ đều là những lá ẩn chính với một lá đi kèm. Thì cái vấn đề mà bạn cần phải giải quyết ở trong tháng này á, không đơn giản, nó không phải là thứ đơn giản. Hướng dẫn cho bạn trong tháng này á, thì mình nghĩ lời khuyên và hướng dẫn á, đó là King of Wands, hãy biết cái nào là thứ cần làm, cần ưu tiên. Hãy biết cái nào là cái thứ mà bạn cần phải bạn phải biết cái thứ nào á, mà là bạn cần phải ưu tiên trong tháng này. Biết cái nào mà bạn cần phải làm,
Khi Ngọc Quan là một người từng trải, là một người có kinh nghiệm, là một người có tài ứng phó, là một người biết xử lý vấn đề. Nhưng mà đối với Khi Ngọc Quan, cái gì ngắn hạn, cái gì cần phải ưu tiên thì nó phải ưu tiên trước. Bản chất của Khi Ngọc Quan là thấy đâu đập đó. Và bản chất của người này là kiểu giống như là đôi khi họ hơi bị bồn chồn, đôi khi họ kiểu giống như là hơi nao núng á, kiểu giống như họ muốn giải quyết vấn đề liền á. Thì bài này lên đó là hãy thể hiện bản chất của một ông vua, tức nghĩa là hãy cho người ta thấy uy lực của bạn, hãy cho người ta thấy năng lực của bạn, hãy cho người ta thấy tại sao bạn lên được, bạn ngồi cái vị trí đó. Nếu mà bạn nào đang gọi là muốn giống như là muốn chinh phục một cái bức, giống như bạn đang là một ông vua, bạn muốn đi chinh phục một cái quốc gia khác, bạn đang muốn trải nghiệm một cái vùng đất mới, bạn đang muốn làm một cái gì đó liên quan đến mở rộng, phát triển như nãy giờ mình nói, thì bài này nó nói đó là hãy đặt mục tiêu nhưng đừng áp lực bản thân theo kiểu giống như tao phải như thế này, phải như thế kia, mà hãy gọi là tận hưởng cái hành trình đó, hoặc là hãy gọi là đi cái hành trình đó. Và hãy hiểu đó là bất kỳ một cái trải nghiệm nào, một cái hành trình nào cũng đều mang lại một cái giá trị nhất định cho bạn. Mình nghĩ có thể trong tháng này bạn sẽ nhận được một cái tin tức tốt lành hoặc là một cái tin vui nào đó. Mình thấy bài của các bạn lên rất là rõ luôn. Còn nếu bạn đang thích ai đó, bạn đang để ý ai đó, bạn đang nghĩ tới ai đó, thì cũng có thể người này cũng có để ý, có nghĩ hoặc là hướng tới bạn.